Hôm trước thì mình đã làm một cái bài về phân tích dạng cái nhiều điện não này. Cái nhiều điện não các cháu thì đang thức đấy. nó thiếu oxy và thấy cảm thấy Vậy thì hôm nay chúng ta làm gì? là nó đi. Đó là hôm nay chúng ta tìm hiểu cụ thể, tìm hiểu nó rõ ràng hơn về các dạng tín hiệu điện não, bệnh liên quan đến tín hiệu điện não, và cách xử lý, cách đo tín hiệu điện não, yếu tố nào ảnh hưởng đến đến các dạng tín hiệu điện não thì chúng ta cùng tìm hiểu. Đầu tiên là các dạng tín hiệu điện não theo tần số sóng alpha, biên độ là 50 microvolt, số lần xuất hiện là 8 đến 13 lần trên một giây. Sóng này rõ nhất là ở đằng sau não người. Sóng beta đó là sóng nhanh có tần số lớn hơn 14 Hz, thường thấy ở hai bán cầu, phân bố đối xứng hai bên, quan sát rõ nhất ở vùng trán. Sóng theta là sóng chậm, được coi là bất thường nếu thấy ở người lớn tỉnh táo, nhưng bình thường đối với trẻ em bé hơn 13 tuổi khi đang ngủ. Sóng delta là tần số là từ 3 Hz trở lên, sóng chậm nhất và có biên độ cao nhất. Sóng hiếm khi thấy người đang thức tỉnh, nhưng mà thấy khi đo điện não lúc ngủ sâu là lúc tỉnh nhất của trẻ nhỏ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta vào, đầu tiên là chúng ta tìm hiểu là cách đo tín hiệu điện não như thế nào đã. Đấy. Thì cái máy điện não này, cấu tạo máy điện não là gồm dòng điện sinh lý từ tế bào não có điện thế rất nhỏ, 1/100.000 V, để ghi lại dòng điện rất bé này thì phải thông qua máy ghi điện não. Và từ khi máy ra đời điện não tới nay thì người ta cải thiện và hiện đại rất nhiều lần. Có nhiều loại máy khác nhau, tuy nhiên nguyên lý của máy đều tuân theo quy trình cơ bản. Đầu vào là tín hiệu điện não của chúng ta, đạo trình ghi, tiền khuếch đại, lọc tần số cao, hậu khuếch đại, rồi tiếp đó là bút ghi chuẩn, ghi lên bảng ghi giấy, băng cassette, màn hình. Cấu tạo của máy là gồm 3 bộ phận chính: điện cực, bộ khuếch đại, dao động kế, và bộ phận phụ là ghi nhịp thở, ghi nhịp tim, đánh dấu thời gian, kích thước ánh sáng và kích thước tiếng động. Các điện cực hình đĩa điện cực dán, điện cực cầu, điện cực kim. Đấy. Bộ phận khuếch đại thì có tiền khuếch đại và hậu khuếch đại, tạo ra tín hiệu nào đủ não đủ lớn và điện thế thì cứ chuyển ra một bút ghi. Và dao động kế tức là hệ thống bút ghi ấy, thì các tín hiệu này sau khi qua bộ phận khuếch đại thì sẽ ra bộ phận lọc nhiễu, sẽ làm cho dao động hệ thống bút ghi và vẽ lên bảng chữ ghi dọc lên xuống với tốc độ là 7.5, 15, 30 hoặc là 60. Hình vẽ bút ghi thì có hình làn sóng nên hoạt động điện não gọi là sóng điện não. Đấy. Và phương pháp ghi điện não, máy điện não thì được đặt trong phòng cách âm xa các máy động cơ hoạt động, nơi yên tĩnh, thoáng mát, có điều hòa nhiệt độ, tránh nóng quá, lạnh quá gây nhiễu khi ghi. Bệnh nhân ghi điện não phải được chỉ định của thầy thuốc, phiếu ghi rõ họ tên, giới tính, v.v. Quá trình ghi là một bản điện não cần tuân thủ chặt chẽ quy ước quốc tế, là sơ đồ điện não như sơ đồ 30, 10, 20, độ bản dài ghi trung bình là 15 phút và tối thiểu là 2 chương trình dọc và ngang. Trong khi ghi thì cần tiến hành một số biện pháp như là nhắm mắt, mở mắt, nghiệm pháp tăng thông khí, thở sâu, nghiệm pháp kích thích ánh sáng, nghiệm pháp chấn động mặt cảnh nhằm để tạo điều kiện dễ dàng phát hiện hoạt động bệnh lý của não. Phân tích điện não thì có nhiều phương pháp khác nhau: phân tích bằng mắt thường, phân tích bằng hệ thống máy tính, hệ thống bản đồ. Có hai phương pháp ghi điện não là phương pháp ghi đơn cực, phương pháp ghi lưỡng cực. Ghi đơn cực là một cực nằm trên vùng hoạt động của não, một cực không nằm trên vùng hoạt động của não, giá tay, cằm, gốc mũi. Ghi lưỡng cực là gồm có hai điện cực đều nằm trên vùng hoạt động của não, cái này phổ biến hơn. Đấy. Vị trí điện cực thì theo quốc tế gọi là 10-20. Người lớn thì EEG tiêu chuẩn cho phép ghi 16 tiền đạo, tên của các điện cực và tên của các vùng da đầu, FB tức là cực trán, F là trán, C là trung tâm. Các điện cực giữa mang một tên từ đầu là Z,
điểm cực mà số chẵn nằm bên phải của đầu, số lẻ nằm bên trái. Trình tự xác định vị trí điểm cực thì vẽ đường nối gốc mũi và ụ chấm thông qua điểm giữa đỉnh đầu. Đấy. Nối hai điểm trước tay phải và trai tái tay trái. Đường nối của hai điểm này thì sẽ cắt gốc mũi ụ chấm tại điểm CF. CF. Đây. Ta có là FB1 này. FB2 là cực trắng B này. F3 là trắng trái này. F4 là trắng trắng phải này. T3 là thái dương giữa này. T4 là thái dương B này. Thái dương phải này. O1 là chấm T này. O2 là chấm B này. Như thế thì chúng ta trình tự xác định vị trí cái điểm cực đấy thì chúng ta phải vẽ đường gốc gốc mũi và ụ chấm thông qua điểm giữa đỉnh đầu trên đường nằm ngang nối giữa hai điểm trước tay, đặt các điểm cực T3, C3, C4 và T4 ở hai bên trái và bên phải cách nhau và cách CZ một khoảng 20%. Nối T3 FB theo hình vòng cung T3 và FB này. T3 FB theo hình vòng cung. Đấy. Và điểm cực FB1 thì FB1 sẽ cho một sẽ nằm cách khoảng FB một khoảng là 10% và F7 cách T3 và FB1 là 20%. Nối T3 và O theo hình vòng cung, điểm cực O1 sẽ cách O là một khoảng là 10% và các điểm cực T5, T4 sẽ cách T5 và T3 sẽ cách O1 là một khoảng là 20%. Một số biện pháp ví dụ như chúng ta là biện pháp mở mắt nhắm mắt là gọi là phản ứng Bengen ấy, thì nghiệm pháp này được dùng làm 3-4 lần cho một cuộc ghi. Bản chất của nghiệm pháp là đánh giá tình trạng hoạt động của tế bào não và phát hiện những hoạt động bất lý. Nếu có những các sóng chậm, sóng nhọn, loại hoạt động kích phát trong thời gian làm nghiệm pháp, và nghiệm pháp tăng thông khí thở sâu thì nghiệm pháp này được thực hiện trong mọi cuộc ghi điện não. Cách nào làm cho bệnh nhân thở sâu và nhanh trong 3 phút liên tục, có thể 5 phút khi yêu cầu với tần số là 20 đến 30 lần trong 1 phút và phải đạt là 30 đến 40 lít thông khí trên 1 phút. Nghiệm pháp tạo điều kiện cho xúc tác để các hoạt động bệnh lý thì rõ lên và giúp phát hiện các hoạt động bệnh lý trên bản ghi, đặc biệt là bệnh nhân có cơn động kinh. Thì nghiệm pháp kích thích ánh sáng mắt quản, đặt nguồn sáng là bóng đèn tập trung để chiếu vào ánh sáng ngắt quãng trước mặt bệnh nhân và ở đường chính giữa hai mắt là khoảng 10 đến 20 cm. Tiến hành kích thích với tần số xung ánh sáng khác nhau 2, 4, 6, 8, mỗi tần số được kích thích khoảng 5 đến 10 giây. Nghiệm pháp này nhằm đánh giá tình trạng đáp ứng của tế bào não, thông qua đó có thể đánh giá trạng thái hoạt động chức năng của tế bào não. Và ngoài ra nghiệm pháp kích thích ánh sáng có tác dụng tích cực trong việc phát hiện cơn động kinh tiềm tàng trong tế bào não, trong điện não đồ. Và ngoài ra cũng có một số biện pháp khác nhau như nghiệm pháp kích thích bằng tiếng động, nghiệm pháp kích thích bằng cảm giác, nghiệm pháp giấc ngủ tự nhiên. Tùy trường hợp cụ thể mà bệnh nhân có những nghiệm pháp để tiến hành giúp đỡ trong quá trình hoạt động bệnh lý trên điện não đồ đầy đủ và toàn diện hơn. Mô tả các hoạt động của điện não thì tín hiệu thông tin của điện não được gọi là sóng điện não và hoạt động điện não. Các hoạt động của điện não có liên quan chặt chẽ đến sự truyền xung động thần kinh qua synapse. Các dao động của điện dạng sóng này không chỉ ghi được trên bề mặt vỏ não ở các lớp vỏ khác nhau mà còn có sự khác biệt rõ rệt với dao động bề mặt tần số tích cực và biên độ. Bây giờ chúng ta quan sát các sóng đây, sóng alpha, đây, sóng beta, sóng theta và sóng delta. Trong này nó có nói rõ này,
sóng alpha xuất hiện là 8 đến 13 lần. Sóng này ở đằng sau não người đó. Và sóng alpha thì dạng sóng là dạng hình xin nhớ rõ nhé. Sóng alpha bị ức chế khi mở mắt, khi có kích thích xúc giác, vận động và các hoạt động trí óc. Sóng beta, tiếp theo là sóng beta. Ban nãy giáo trình mình học là gì nào? Sóng beta thì có F là lớn hơn 13 Hz. Thường thấy ở cả hai bán cầu, phân bố đối xứng ở cả hai bên, quan sát rõ nhất ở vùng trán. Thì sóng này nổi bật khi dùng thuốc an thần, khi gây ngủ. Đấy. Thì sóng này là sóng beta thì nó là tần số là 13 đến 40 lít trên giây, và biên độ thì ít khi nào mà vượt quá 35 microvolt cả. Dạng thì nó là dạng hình sin. Vùng xuất hiện chủ yếu là ở trán và ở trung tâm. Sóng beta được tăng cường trong lao động trí óc, trong tình trạng hưng phấn và lo âu. Sóng ngoài ra sóng beta thì nó chiếm ưu thế trong phản ứng bên gen. Và sóng tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là sóng theta, gọi là sóng chậm. Bình thường đối với trẻ mà bé 13 tuổi khi đang ngủ đấy. Nhưng nó được coi bất thường nếu thấy ở người lớn tỉnh táo. Sóng này là như thế. Người lớn tỉnh táo mà thấy xuất hiện sóng này là chúng ta đặt câu hỏi. Sóng theta đây. Đấy. Và biên độ trung bình nó là 5 microvolt, xuất hiện chủ yếu ở vùng trước hai bên, tùy theo lứa tuổi, điều kiện xuất hiện của nhịp beta mà được đánh giá là bệnh lý hay là nhịp cơ bản. Người lớn thì chỉ còn thấy rất ít ở vùng trước của hai bên bán cầu. Đấy. Tuy nhiên trong giấc ngủ hoặc là trong gây mê, kể cả người trưởng thành thì theta chiếm chủ đạo trên bản ghi. Ta thấy rõ nhé. Đấy, còn sóng theta thì tần số nó là từ 3 Hz trở lên, sóng chậm và biên độ cao nhất, rộng nhất là đo ở vùng trán của người lớn và phía sau của trẻ em. Sóng này, sóng theta này. Theta tần số là 0,5 đến 4 lít trên giây. Biên độ thay đổi, trẻ sơ sinh biên độ thấp hơn. Đối với trẻ 1 đến 3 tuổi thì biên độ cao hơn, có thể là 100 microvolt. Khi giấc ngủ, trong cái ngủ là trường hợp đặc trưng bệnh lý, biên độ delta cao là rất cao. Dạng sóng delta cũng biến đổi, nhìn chung thì nó có dạng hình sin. Delta xuất hiện đơn dạng hoặc là đa dạng. Delta xuất hiện tương đối ổn định ở vùng nào đó, ở tổn thương khu trú. Delta xuất hiện rải rác, xen kẽ trên tất cả các kênh và biểu hiện tổn thương lan tỏa. Tùy theo lứa tuổi mà sự xuất hiện của delta có ý nghĩa khác nhau. Dưới 3 tuổi delta là sóng sinh lý, còn trên 3 tuổi delta là ý nghĩa bệnh lý. Như thế thì khi mà xuất hiện sóng delta này thì rõ ràng là người bệnh đang có người mà chúng ta đang đo là có bệnh. Các biến thể của nó thì có nhịp màu thì là dạng điện, trong đó sóng có hình dạng là giống như rào trắng. Xem từ trong sơ đồ nó có nói không. Đây này, chúng ta lưu ý rõ này, đối với mạch trẻ là 1 tháng tuổi thì sóng não gián đoạn ngắt quãng chủ yếu là sóng delta, xen kẽ sóng theta và beta, chủ yếu là sóng sóng delta, tức là sóng gì nào, sóng delta là sóng gì, chủ yếu là sóng chậm, sóng delta. Đối với trẻ em thì ta thường thấy là sóng delta nó là sóng đây, tần số 3 Hz trở xuống là sóng chậm, có biên độ cao nhất. Trọng nhất là ở vùng trán, đo vùng trán của người lớn và phía sau của trẻ em. Đấy.
Thì một điều nữa là giải đáp xuất hiện khoảng 3 đến 10 giây, được ghi chủ yếu là ở trong giấc ngủ và được kéo dài 1 tháng tuổi. Nếu hiện tượng này được ghi trong trong lúc thức thì kéo dài 1 tháng tuổi thì gọi là bất thường. Nếu mà đủ tháng thì nó lại khác. Đủ tháng thì sóng có điện thế thấp không ổn định trong lúc thức ngủ cử động mắt, sóng chậm xen kẽ lẫn nhau, có thể có điện thế cao, có khi dẻo trong giấc ngủ không động mắt, gai ngọn rải rác ở vùng kinh trước nhiều đấy. Còn trong khi mà não đồ điện điện não đồ của người trưởng thành ấy, ghi trong lúc thức thì nhịp alpha trên đa số trong bản ghi tập trung ở vùng trống đỉnh đây này. Nhịp alpha này biên độ 50 microvolt xuất hiện 8 đến 13 lần, thấy rõ nhất là đằng sau não người. Nổi bật là nổi rõ nhất khi chúng ta nhắm mắt lại và khi bị triệt tiêu khi chúng ta mở mắt đấy. Và sóng alpha thì đi thành nhịp có hình thoi, tần số là từ 9 đến 10 clip trên giây, biên độ là 30 microvolt. Nhịp beta ngăn nhịp beta chủ yếu được vùng trước và hai bên là xen kẽ alpha, tần số là 16 đến 24 clip, biên độ trung bình là 5 microvolt. Còn chúng ta khi đang ngủ thì như thế nào? Là giấc ngủ được chia làm hai giai đoạn: ngủ không cử động mắt nhanh, thiêu ngủ thì nếu thiêu ngủ thì alpha sẽ tan rã và gai vector, ngủ vừa thì nhọn nhanh, gai vector phức hợp ca. Đấy, chúng ta xem được phức hợp ca nó như thế nào. Phức hợp ca là xuất hiện khi đang ngủ mà bị đánh thức đấy. Giấc ngủ rất sâu chủ đạo là beta. Beta như ban nãy mình nói là cái gì nào, chủ yếu là beta đúng không? Tầm này là sóng chậm biên độ là cao nhất. Trong lúc chúng ta ngủ sâu là giấc ngủ của trẻ hoặc là lúc tỉnh giấc của trẻ nhỏ thì mới xuất hiện vì sóng này thôi. Ngủ có cử động mắt nhanh, nếu mà ngủ có cử động mắt nhanh thì sóng chậm 6 đến 26 clip, biên độ thấp nhất hoạt động nhanh của mắt tần số là 5 đến 10 clip. Đối với người trung niên, người già thì nhịp alpha nó chậm hơn, biên độ thấp hơn, số lượng nghèo nàn hơn, hoạt động của beta thì nó nhiều hơn. Như vậy hoạt động của sóng beta khi mà người người, người già ấy, thì là có sóng nhanh, tần số nó sẽ lớn hơn 14 hết, và thường thấy là hai bán cầu đối xứng hai bên, quan sát rõ nhất là vùng trán. Sóng này nổi bật khi là dùng thuốc an thần hoặc gây ngủ. Và một phần nữa thì chúng ta tìm hiểu các dạng sóng phức hợp. Đây là nhiễu này, trong trường hợp chúng ta đo này có nhiễu. Đây là rất nhiều các đo khác nhau. Đây là sơ đồ của chúng ta đo đây. Hệ thống 10-20 của quốc tế ấy. Tất cả các điện cực này chúng ta là C3 này, CZ, C4, O1, O2 10%, C3, CA, Z. Nối hai ống tai ngoài với nhau, ta được một đường cắt ngang, đường dọc điểm CZ. CZ đâu đây? Nó hai điểm tai ngoài, ta sẽ được một CZ, CZ đây mình. Đấy. Thì các ống tai ngoài 10% bên tai trái, tai ba 10% đối với tai trái, 10% tai trái bên tai ba này. Đấy. Bên phải là T4 cũng 10% luôn. Đấy, 10%. Cách thêm 20% chính giữa T3, T4, CZ là C3 và C4. Bây giờ tiếp tục từ T3 chúng ta đo lên 20% nữa, chính là C3 và C4.
đường vòng cung phía trong tiếp nối là FB1, C3 và O1. FB1, C3 và FB1 này. C3 C3 và O1. Ở bên cái bên phải là FB2, C4, O2 ở bên phải. Khoảng cách thì 20% ở chính giữa các móc là F3 ở bên trái và F4 ở bên phải. F3 ở bên trái và F4 ở bên phải. Đây các dạng sóng phức hợp đây. Thì gai và sóng đây, có gai sóng. Thì dạng gai và sóng thấy mọi lứa tuổi thường thấy nhất là trẻ nhỏ. Nó bao gồm là một gai có thể là nguồn xuất hiện ở vỏ não và một sóng chậm thường là beta có biên độ cao. Sóng chậm này được coi là có nguồn phát ở cấu trúc đồ thị. Phức hợp này lặp đi lặp lại. Đa gai và sóng là một dạng của gai và sóng, trong đó mũi sóng chậm đi kèm theo hai hoặc là nhiều gai. Mũi sóng chậm thì thường đi kèm theo hai hoặc nhiều gai, thường có đi kèm với dập cơ. Đây, đa gai và sóng là một dạng gai sóng, nó thường là sóng chậm đi kèm với hai hoặc là nhiều gai, có hai gai liên kết nhau. Dạng thường gặp là dạng gai và có tần số lớn hơn 3 Hz, thường là có 3.5 và 4.5. Dạng này đi kèm với dập cơ và các cơn kịch phát dập cơ. Đây. Một quá trình bùng nổ ức chế là một dạng sóng của sóng chậm và hỗn hợp biên độ cao xen kẽ và luôn xuyên vào một đường đẳng điện, thường thấy ở sau tổn thương não nặng, đột quỵ, thiếu máu, thiếu oxy. Tín hiệu não bình thường khi thức là nhịp alpha và mu. Tín hiệu não khi ngủ chia làm hai loại: giấc ngủ cử động mắc nhăn, giấc ngủ cử động ban nãy mình nói. Thì quá trình bùng nổ và quá trình ức chế được đây, trong sóng người ta gặp những cái biến thế nữa, rắc rối ở điểm này biến thể là loại nhịp hiếm gặp, sự kiện giống như sự hòa nhịp của hai hoặc nhiều nhịp cơ bản với nhau để tạo nên cái dạng phức hợp, là loại nhịp lành tính điển hình ở các trạng thái ngủ và buồn ngủ. Đấy. Các biến thể bình thường là nhịp mu này, nhịp mu thì là dạng điện, trong đó sóng có dạng là giống như rào trắng. Đây này, nhịp mu đâu? Nhiệt độ này sóng giống như rào trắng này. Nhiệt độ này là hoạt động nhịp, dạng nhịp trong đó có hình nhọn giống như rào trắng. Và đỉnh thì là đỉnh nhọn và chân thì cong tròn. Giữa hai kênh nhiệt độ có pha nghịch đảo nhau. Giữa hai kênh và nhịp độ này có pha nó nghịch đảo nhau. Tần số nói chung ở khoảng là một thừa hoạt động điện nhanh nếu có. Và sóng tiếp theo chúng ta tìm hiểu là sóng V, là dạng sóng thường thấy trong giai đoạn trong cái ngủ mà giai đoạn 2 ấy. Đây là sóng V này. Sóng V là xuất hiện cạnh nhập giữa của hai bán cầu và nó một dạng sóng ngọn. Dạng sóng ngọn và thậm chí là dạng gai ở khu vực lưỡng đỉnh, tức là ở đỉnh đầu ấy, pha nó ngược
đảo tại đường dừa và các sóng này xuất hiện trong giấc ngủ giai đoạn 2 và trong bộ trong các thoi của Phước Ca. Sóng V này nó rất là rắc rối. Sóng V xuất hiện ở cạnh nhọc dừa này, nếu mà chạy 1, 2, 3 nhô lên 3 bắt đầu nó xuống dưới thật nhiều vào đây này, rất nhiều vào đấy. Để xuất hiện ở dạng giữa ở hai bán cầu ấy. Đấy. Có dạng là một sóng nhọn, thậm chí là một dạng gai. Ở khu vực lưỡng đỉnh, tức là đỉnh đầu có pha là ngược với đảo pha với các đường giữa. Đấy, đảo pha này đang lên mày ba lần lên mày bỗng nhiên nó xuống. Đấy. Đấy, sóng này có giấc ngủ giai đoạn 2 và thoi bộ phức hợp bóp nhịp sóng tiếp theo là lambda bóp nó xuất hiện ở phía sau và cân xứng ở hai bên, xuất hiện ở bệnh nhân tỉnh táo, mắt nhìn trừng trừng vào vật trắng, lambda và bóp, đúng không? Lambda và bóp đây, lambda và bóp thì tương tự như tương tự nhau và nó có dạng là dạng mà có hình tam giác, hình tam giác này, nó khác với nhịp MU nhé, nhịp MU thì nó ngọt giống như hình đào nhắn. Có đỉnh ngọn và chân thì căng tròn, chân căng tròn. Trong khi đó sóng lambda bóp thì chúng cân xứng hai bên, chúng hiện ở phía sau của cân xứng hai bên. Nhịp MO thì giữa hai kênh, nhịp MO có pha nghịch đảo nhau, giữa hai chân thì nó có pha nghịch đảo nhau. Tức là một cái xuống, một cái thì nó, pha nó sẽ lên. Đấy. Và bóp thì nó biểu hiện là ở sóng dương thoáng qua chậm của giấc ngủ, xuất hiện trong giấc ngủ giai đoạn 2. Lambda thì thường xuất hiện ở bệnh nhân tỉnh táo và khi nhìn trừng trừng vào một cái vật màu trắng. Cả hai loại này đều là sóng bình thường, xuất hiện đơn độc hay kéo dài hay là thành một cái chuỗi ngắn nào đó. Sóng V như ban nãy mình đã giới thiệu, một xuất hiện phức hợp ca xuất hiện khi giấc ngủ mà bị đánh thức ấy. Bây giờ chúng ta xem bộ phức hợp K xem như thế nào nhé. Bộ phức hợp K thì bộ phức hợp K xuất hiện khi ta đang ngủ hoặc bị đánh thức. Thì ta thấy kích thích âm thanh hay hình ảnh, các kích thích khác khi bệnh nhân đang ngủ. Đấy. Tiếp theo thì tiếp sau bộ phức hợp K thì sẽ có đáp ứng là thức tỉnh, một chuỗi các sóng theta có biên độ cao. Tiếp theo bộ phức hợp K, điện não đồ sẽ cho thấy biểu hiện của giấc ngủ hoặc là trạng thái thức tỉnh. Cái này, cái ngủ bỗng dưng là bị đánh thức thì nó sẽ có một sóng rất lớn và nó sẽ thức, nó tỉnh dậy. Và tiếp theo sau cô phức hợp ca thì điện não đồ cho thấy là giấc ngủ là trạng thái tỉnh, là một chuỗi cái sóng theta và có biên độ cao chẳng hạn. Đây, 1, 2, 3, 4, một chuỗi cái sóng theta có biên độ cao. Còn khi mà chúng ta buồn ngủ thì sóng nó hoạt động như thế nào? Đó là sóng nó sẽ có dạng như thế này. Đấy. Đây là loại nhịp hiếm gặp thôi. Nó xuất hiện là sự hòa nhịp của hai và nhịp nhịp cơ bản với nhau tạo nên một phức hợp. Đấy. Nó có biên độ cao hơn so với xung quanh. Đây này. Một cao này, cao này, cao này, cao này. Đấy. Và sóng có dạng là dãy núi. Dãy núi. Tạo thành các khía cạnh thì tạo nên hình chữ V. Loại nhịp này hoàn toàn không cân xứng hai bên và thường bị nhầm lẫn với hoạt động điện cách phát. Tuy nhiên nó là hoạt động điện mạng tính và nó còn có thể được biết với cái tên là nhịp 416, tức là nhịp rất hay thấy ở trẻ em và thanh niên mới lớn. Nhịp này thì sóng là từ 6 Hz đến 14 Hz, đôi khi cũng lượng ở hai hướng. Nhịp này điển hình thấy trạng thái ngủ hoặc buồn ngủ, ngủ gà gật, ngủ gật gà và thường thấy trên bản ghi đơn cực. Vậy thì các bệnh liên quan đến đến bệnh nhân thì sẽ như thế nào? Thì nó sẽ được nói ví dụ như là
điện não đồ trong bây giờ chúng ta tìm hiểu điện não đồ ở trong bệnh động kinh này. Đây. Đây là cái sóng điện não đồ bị bệnh động kinh này. A là nó nhọn, B là nó đa nhọn, C nó là nhọn và sóng, D nó là nhọn chậm, E nó là đa nhọn và sóng, F nó là sóng chậm. Như vậy bệnh động kinh thì chẩn đoán bệnh động kinh là phối hợp giữa lâm sàng và điện não đồ, đặc biệt là giai đoạn lâm sàng nó đóng vai trò rất quan trọng. Trong thực hiện lâm sàng thì điện não đồ đối với bệnh động kinh thì được chia làm hai loại: bản ghi trong cơm và bản ghi ngoài cơm. Ghi được hoạt động điện não với một cơn lâm sàng của bệnh nhân động kinh, đặc biệt là ớt trong việc xác định các cơn là động kinh thực sự hay không, cơn có nguồn gốc cung trú hay lan tỏa. Nhưng thực tế thì cơn thường xảy ra không có khả năng tiên đoán trước. Tuy nhiên nếu có một cơn được ghi hoặc là một cơn do kích thích chú ý thì bản ghi điện não cũng bị nhiễu do sự co cơ và cử động. Do vậy người ta phải kết hợp với các biện pháp hóa hóa như là thở sâu, kích thích ánh sáng, giúp cho việc phát hiện bệnh lý tiềm ẩn. Điện não đồ trong bệnh tai biến mạch máu não thì thường mà chúng ta có những cái vụ tai nạn giao thông ấy, để đo được tai biến mạch máu não thì người ta chụp các lớp vi tính và cộng hưởng từ cho các thông tin tĩnh về hình thái học, thì điện não đồ có thể cung cấp những thông tin chức năng về não, qua đó phản ánh cái quá trình động học cũng như tiến triển và tổn thương. Do vậy có thể theo dõi tốt tiến triển của bệnh nhân tai biến mạch máu não. Người ta có thể phối hợp hai phương pháp này với nhau. Khi hoạt động điện não nền vẫn duy trì ở một dấu hiệu khả quan về sự sống, còn các neuron thì bị ở vùng thiếu máu. Ngược lại, một tổn thương não nặng nề có thể dẫn đến hoạt động điện não đồ thấp. Tuy nhiên, một tổn thương thì nằm ở sâu tách khỏi vỏ não và có thể thấy bất thường ở trên điện não đồ đấy. Đối với cơn chấn thương sọ não có thể dẫn đến hôn mê hoặc là không hôn mê. Các biến đổi của điện não đồ do chấn thương điện não liên quan chặt chẽ đến giai đoạn hôn mê. Trong khi đó, điện não đồ của bệnh nhân chấn thương sọ não ấy, không hôn mê sẽ rất khác nhau và không có đặc hiệu. Đây là cái chúng ta phải nhớ cái tần số đó. Delta thì nó bé hơn 3,5 trên một giây, theta thì nó từ 4 đến 7,5 trên một giây này, alpha thì từ 3,8 đến 3 đến 13 trên một giây này, beta thì lớn 13 giây này, gamma thì nó lớn 40 giây này. Đấy. Rồi lần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn các phương pháp học hóa, rồi cái máy cái máy mà để dùng để đo điện não, tìm hiểu cụ thể hơn, và thậm chí là những tên tiếng Anh để đo điện não nữa. Bài học hôm nay thì sẽ kết thúc ở đây.